Ôi, cỏ đi tít đằng kia rồi các bạn ơi. Ăn quả chuối của cỏ ngon tuyệt vời. Yeah, yeah, đẳng cấp thế chú lì. Có cái gì mà anh không làm được? Nhìn đây này. Anh ngu đồ. Người ăn chuối lại còn làm em đau nữa. Để đi. Thôi. Anh sẽ đền cho mày bằng một vé trở về tuổi thơ. Trở về tuổi thơ như thế nào anh? Trở về tuổi thơ bằng cách ra đồng lấy đất sét rồi anh em mình thì nặn đất sét. Ôi trời ơi anh ơi, thế này cái trò này em bị ta thấy nó phải rủ cả bị ta đi chơi. Nữa đi. Tìm từ bên kia sang tận bên này nhưng mà không có đất sét, tìm mãi mới được một đống đất to như thế này, mình nghĩ cũng được ấy, được không Hà Giang? Anh ơi, đất này đen xì xì ấy mà, không phải đất sét đâu. Anh nghĩ là cho nước vào rồi mình nhào ra nó sẽ dẻo, sẽ nặn được. Thật không? Thật, lấy đi. Lấy luôn anh ơi. Nó nhiều mà. Lấy càng nhiều càng tốt anh ạ. Ngọc này, đi ta, nhào. Nhào đi. Rồi chúng mình đang test xem là cái đất này có dẻo không để nặn các bạn ạ. Được không hả Tâm? Ôi dồi ôi, anh ơi. Nó xét gì kiểu này anh? Ghê chết này. Trời ơi. Nó xét gì kiểu này? Không lặn được à? Nước chảy to to như thế này anh ơi. Đây. Nó xét. Chứng tỏ là cái đất này nó bị bở quá, không làm được. Còn tìm đất khác thì các em ơi. Trời ơi, thế mọi người ơi, thế tại sao đất xét ngay trước mặt đây mà không lấy thì lại đi lấy cái đất gì thế? Ui này ơi, cò bảo đây là đất xét, chúng mình sẽ lấy một ít đất ở đây thử nặn xem được không. Ôi trời ơi, tép thử. Cứng không hả Tâm? Ôi anh ơi, cứng ấy. Được đấy, thử nặn xem nào. Ui dồi, cho một ít nước vào. Đấy, có vẻ dẻo dẻo rồi cơ. Wow. Này, hình tròn luôn này anh ơi. Chất liệu này là làm được đây này anh ơi. Thế thì lấy đi các em. Ôi. Ui, anh em lấy được một tảng luôn. Yeah. Ui đây, dẻo như kẹo luôn. Này, lấy đất xét đây mà ngang như kiểu là đi cày anh ạ. Ui, đất ở đây rất là dẻo luôn các em ơi. Ui, gãy cả xẻng. Anh ơi, thử uốn ra xem cái xẻng nó cong hình dạng nào rồi anh. Nhìn này các bạn ơi, cái xẻng nó cong như thế này rồi. Ui, tại vì nó dẻo quá. Có cả đất màu tím này các bạn ơi. Đó, đây. Đúng không? Ui đẹp thế anh ạ. Cái miếng này nó đẹp các bạn ơi. Ở đây nó màu vàng này, mà ở dưới này nó còn màu hơi tím tím như kiểu màu khoai môn ấy. Vứt vào đây. Hồi nhỏ, chúng mình hay lấy cái bông hoa này làm một cái vũ khí rất là lợi hại. Đây rồi, bi ta. Hà Sam, cò. Đừng anh ơi. Cò. Rồi. Đất sét đã về rồi các bạn ơi. Ui, dẻo lắm. Bây giờ chúng mình sẽ phải nhào lặn để cho nó dẻo rồi lát nữa mới lặn được. Đổ hết ra đi. Một chậu luôn các bạn. Lúc bé em đi chăn bò, em hay lấy dùng cái đất sét này á, em chơi pháo làng pháo nổ anh ạ. Ui giời, tưởng gì như pháo làng pháo nổ à, tao vô địch ở cái xóm này luôn. Thế mày có chơi với tao không? Chơi luôn, sợ gì.
Các em nhìn đây, anh sẽ là người nổ đầu tiên. Xin lỗi. Ui, đả em. Vita, tranh giải. Con ơi. Ôi trời ơi, nhưng mà nó không nổ đâu. Để đây. Hai người thua hết. Biết chơi pháo năng, pháo nổ là phải như thế nào không? Đến đây. Thua. Người vô địch sau hôm nay. Anh bây giờ, hiện tại đến bây giờ vẫn giữ chức vô địch các bạn ạ. Anh sẽ đền cho em một miếng đất bịt kín lỗ, đúng rồi. Sau khi nhào nặn mất 30 phút thì bây giờ các cục đất sét nó đã dẻo dài và đã đủ tầm để cho ba thí sinh của chúng ta bước vào cuộc thi. Và nhân vật đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi đó chính là nhân vật nàng tiên cá. Trời ơi, cái con này nó làm sao thế anh ơi? Nàng tiên cá, đeo đầu kia, đổi đi em ơi. Ôi trời ơi, nàng tiên cá đầu cũng bị oặt đẹo này các bạn ơi. Đẹo thôi thì nhìn này, rũ rời thôi, mình sẽ đổi nhân vật khác nha. Được. Nhân vật vẽ của chúng ta đây. Người khổng lồ xanh, nhưng mà sao anh thấy người khổng lồ xanh cứ lạ lạ là sao mà? Đúng rồi, tại vì nó cái màu anh ạ. Bỏ cái mũ anh ơi, đấy. Đấy, bỏ cái mũ đi, bỏ mũ dễ lặn hơn. Rồi, bây giờ là mọi người là có 30 phút, bắt đầu. Lặn luôn. Đấy, đấy. Anh nhìn xem nào. Phải quay mặt ra. Ui, mặt đang hàm xuống. Cơ bắp rất là lực lượng luôn. Tráng xí ấy, tay to. Thế góc nhìn em này thì em lặn đằng lưng rồi anh. Thôi anh em sẽ để thẳng cái này để anh em bị lặn. Đúng rồi. Rồi, cùng nhìn như nhau luôn. Em sẽ nặn đầu đầu tiên. Anh cũng đang nặn đầu đầu tiên. Đầu của anh với đầu của mày, đầu ai to hơn? Đấy, đầu em. Cái gì đây anh ơi, tự dưng cái lỗ này. Lỗ mũi à? Mắt. Thôi bịt lại tí nữa mới khoét. Cái đầu. Đúng rồi. Tiếp theo là cái mái tóc. Rất là đẹp luôn. Xoăn xoăn như sợi mì tôm. Lên này. Nope. Ôi sao cái mái tóc của người ta xuân xuân mình. Mái tóc cái gì lạ này. Trời ơi, nhìn cái mũ này các bạn. Rất là cẩn thận. Đấy, để này. Anh đố à Sam, anh đang nặn cái gì đây? Cái này trên người Húc ở... là cái gì? Cái cổ anh ạ, chắc cái cổ. Không phải cái cổ, đây là cái tay. Cái bàn tay, à cái cánh tay cơ bắp. Wow. Ui. Mình phải tỉ mỉ một tí không là thua ấy mọi người ạ. Anh ơi, nhưng mà em đang thắc mắc một điều là cái đầu này thì nó bé mà sao cái tay nó to đấy anh ơi. Đây, em nhìn lúc đây, cái đầu có bé không? Cái tay to đùng như thế này, nhưng cái đầu chỉ bé như thế này thôi đúng không? Đúng rồi nhỉ, lạ thật đấy các bạn ạ. Tự nhiên nhìn này, cái đầu này với cái tay này các bạn ơi gắn vào nhau. Ui trời ơi. Cậu nghĩ rằng ấy, khi mà ấy nặn nhân vật như này thì cậu sẽ chú trọng vào điểm gì đầu tiên? Điểm gì đầu tiên? À đúng rồi, mọi người vẫn có câu là cái răng, cái tóc là gốc con người. Thế nên tớ sẽ chú trọng đến cái răng với cái mái tóc. Nhưng mà Húc là không nghe răng. Không nghe răng à? Đúng rồi. Thế thì mái tóc cậu ạ? Mái tóc, à rồi, mái tóc. Thế còn anh có đỏ ạ? Anh nghĩ anh phải chú trọng cái cơ thể của Húc đầu tiên. Tại vì Húc là một người khổng lồ. Nên là những đường nét ở trên người nó phải cơ bắp cuồn cuộn giống như anh này. Đấy, thấy chưa? Con người đẹp nhất là tâm hồn. Tớ sẽ làm con Húc này có một tâm hồn đẹp nhất. Ôi giời ơi, đẹp nhất. Nhưng mà người ta đang nặn là nặn hình dáng, tự dưng lại nói liên quan đến tâm hồn ở đây. Chắc là nặn trái tim anh ạ. Chắc là nặn trái tim. Ê, coi, cho tao xin đi đất. Đất. À, mà này, mày có biết cái tượng nữ thần tự do ở bên Mỹ đây? Ai làm không? Mày đừng bảo tao là mày làm nhá. Không, ai làm thì tao cũng không biết. Nhưng mà đẳng cấp của tao ấy phải sánh ngang với mấy cái ông mà làm ra bức tượng đấy. Thôi, mày lo làm đi, đừng có ngồi đấy mà chém gió. Biết đến nơi rồi. Ai là nhìn tác phẩm của Vita
này. Đẹp không? Giống tinh tinh quá. Tinh đồ mà tinh, đây là thêm quả chân nữa này. Ôi giời, chân đây, nó này. Ôi, cả vẹo. Đồ đã vẹo. Còn bên anh Cứu Đỏ ấy thì đầu tóc tay chân cũng lả lơi. Ôi anh ơi, cái này là cái gì anh? Tóc. Đầu. Ôi anh ơi, cắt đầu môi à? Anh ơi. Cắt đầu môi à? Ôi trời ơi, nhìn anh ơi, anh Cứu Đỏ nhìn cái mũi giống như con chim. Đây nhìn kiểu nhân vật kinh dị ảo ấy. Nhìn như con chim. Rồi cố lên đi coi nha. Bây giờ là đến thời khắc chấm điểm. Và bài đầu tiên đó là bài của Vita. Ôi trời ơi. Là cái con gì đây con? Ôi trời ơi các bạn ơi. Đây là phiên bản xịn xò các bạn ạ. Còn đây là phiên bản phách. Phúc phiên bản phách các bạn ơi. Ôi trời ơi nhìn này. Phúc mặt nhìn... Người ta không hở răng mà mình vẽ răng lên đây. Đã thế lại có cái mũi nó lồi ra các bạn ơi. Trông như kiểu là cái gì nó dài dài, nó que nó cắm vào các bạn ạ. Mái tóc rất là thướt tha. Ông ạ. Và hiện tại là anh chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 như con run ơi. Như con run ơi. Anh thấy cũng giống mà đây. Tóc của Húc xoăn này. Người ta làm cũng xoăn xoăn này. Có mũi đây. Đây cũng có mũi đây. Đây người này người bị treo cơ đen ta. Rồi người mỏng dính hở toàn xương. Người ta cơ bắp quần quận. Anh ơi cái này là phiên bản gọi là siêu eo ót anh ạ. Ôi mỏng quá. Chân mỏng như tờ giấy. Mỏng dính. Chân thì nhìn như nàng tiên cá. Anh nhưng cái hột hột này là cái gì đây ạ? Gai. Gai các bạn ơi. Cái này là áo giáp đây. Áo giáp ở tay. Rồi kinh quá thì mất rồi rồi. Mình mới di chuyển nó một tí thôi mà nó đã đổ rồi, chứng tỏ là sao làm không chắc chắn, không có những cái mấu nối quan trọng cần thiết. Nối đầu và chân thế này. Bài này mình cho 5 điểm. Ôi 5 điểm người gì. Ôi trời ơi, tác phẩm của Vita nó buồn cười rồi. Mà nhìn tác phẩm của con mình không thể nào ngừng cười. Ôi đồ. Con này là bị sưng đầu nha các bạn ơi. Nhìn này. Đây, móp đây này các bạn nhìn thấy chưa? Móp đầu. Coi, bỏ tay ra tao cứ phải giữ. Sao bỏ ra là nó bị rụng với anh. Đây, bây giờ mình nhận xét nha. Đầu tiên là về đầu tóc này. Ai xà, cũng có tóc đấy. Nhưng mà là tóc nó cứ cứa. Còn bên này là tóc xoăn. À mắt thì cũng ôi giời. Dừng lại. Hãy dừng lại đi. Mặt nó bên này. Quay ngược. Lại cắm tóc không cổ rồi còn cười các người. Rồi được rồi, vẫn nhận xét được. Rồi vẫn nhận xét được. Cái mặt như mặt mèo ấy nhỉ. Mặt này cái mũi này vừa là bị ngã các bạn ơi. Nên là mũi nó tẹt hơn. Dựng con dâu. Vô lý tự nhiên con dâu. Đây đâu này. Cái này là đây này, vết của mặt Húc đây này. Đấy. Đúng rồi. Rồi, cơ bóp phải to. Đấy, cơ bóp quần quận luôn. Đây là kiểu như áo giáp các bạn ơi. Rồi. Đây là có áo giáp đâu. Ý là áo giáp. Rồi, cái này đóng bỉm. Húc của cò đóng bỉm các bạn ơi. Đây là áo giáp. Áo choàng của áo giáp. Áo choàng đẹp cái này nhưng mà như cò làm này. Rồi. Tóm lại là cái bài này là nó cũng không được đẹp cho lắm các bạn ơi. Thôi nhưng nó... mà vẫn quá đẹp. Thôi được cho 6 điểm. Wow. Đây là chính là tác phẩm của anh Gớ Đỡ. Quá đẹp cấp luôn. Nhưng mà người ta là Húc anh ạ, à. Người ta là mạnh mẽ. Thế tại sao mà cái con này của anh nó vừa lùn hơn anh, mà nó lại nhìn vừa teo hơn à anh ơi? Nó yếu đuối hơn à? Đúng. Ôi, rồi. Tại vì nhìn Húc này là mặt hung dữ quá, anh không thích. Anh thích là Húc này là mặt kiểu hiền, là ai cũng có thể chơi được. Đúng rồi các bạn ơi, nếu mà Húc ấy mà lúc mà chưa biến hình ấy các bạn ạ, vì là sẽ là một người rất là hiền ấy. Nhưng mà khi mà Húc mà chẳng may mà tức giận lên một phát hay là tự dưng ấy là biến thành một người khác luôn các bạn ạ. Ôi, đây là Húc phiên bản tí hon. Đây này, ôi mắt này, mồm này các bạn ơi. Nhưng mà mỗi tội là em thấy tóc nó không giống ấy ạ. Rồi. Tại vì làm bằng đất khó hơn rất nhiều so với vẽ. Nên là chỉ làm được như thế này thôi. Anh thấy thế này là cũng được 10 điểm rồi đấy. 10 điểm. Đây này, ôi nhìn này, mình thấy cái áo giáp này là giống nhất trong bài này. Rồi,
chân này trông như là cái vây vây cá. Mẹ mẹ. Tóm lại là cái bài này em thấy nó cũng không giống lắm đâu anh ạ. Nhưng mà tóm lại là nhìn là vẫn biết đó là người chứ không phải quái vật. Rồi bài này em cho. Đấy lại trừ điểm. Bài này là em cho 7 đĩa. Ôi, 7 đĩa. Lẽ phải có 10 thôi. Nhưng mà thôi, 7 điểm cũng được. 7 điểm đã là nhất rồi. Ở lượt chơi lúc nãy, mình là người nặn tượng đẹp nhất. Thế nên bây giờ mình sẽ trở thành ban giám khảo. Và mẫu vật tiếp theo để các bạn nặn đó là nải chuối. Các em, vào đây. Ôi. Đây rồi, nải chuối đây. Ui, thơm ngon đâu. Các em sẵn sàng chưa? Cái gì anh ơi? Sẵn sàng từ hôm qua. Em sẵn sàng từ lần trước rồi. Lần nào? 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi, cứ tưởng là mẫu vật anh có đón chọn. Đúng nó rồi. Có như nào chứ. Rồi nải chuối này em ăn suốt ngày anh ạ. Em nhắm mắt em cũng có thể nặn được quả chuối. Em có tự tin là em nhất vòng này không? Anh ơi, trời, cái đấy mà anh phải nói đó. Em là phải giải đặc biệt. Thế còn Bita? Thôi em giải nhì thôi được rồi. Ôi, ôi. Em chắc phải trên cái đặc biệt đấy. Trên cái đặc biệt là mét. Có cái gì đâu. Đấy, thế là thành quả chuối rồi đây. Còn gì nữa ở đây? Cái cấm này, cái cọng này. Giống cái con gì. Bita đang dùng tay để giã đất để cho đất dẻo hơn đúng Bita. Anh sai rồi. Em nặn cái đĩa đầu tiên. Nope. Đúng rồi, anh đây là cái gì? Phải có đĩa thì mới... Anh đây... À đây là cái này. Ôi, đây người ta phải thế nhìn vẫn nhận ra ngay. Nghệ nhân nó phải như thế. Phải có đĩa thì mới đả được chuối chứ. Không có đĩa thì đả kiểu chuối kiểu dê. Anh mở lên cho Bita nhìn cái đĩa này tròn như này mà cho em lặn cái đĩa này. Đây là nhìn chưa nó mèo đấy. Chưa nặn xong anh ạ. Anh ơi, thế này nó giống quả chuối chưa? Anh chưa thấy giống quả chuối mà anh thấy giống quả đỗ này này. Đây. Rất giống. Thế này không giống quả chuối lắm đâu, phải cong hơn nữa hả sao ạ? Cong. Cò đang lắp những quả chuối đầu tiên. Ui giời, anh thấy giống chưa? Wow. Anh thấy gần giống nải chuối ở đấy. Quá đẹp luôn. Ui giời ơi. Đây, còn Bita đâu? Bita vẫn loay hoay với cái đĩa. Ai đặt quả chuối đầu tiên? Quả chuối này. Đây, đặt vào đĩa luôn à? Đấy, đặt vào đĩa luôn. Bita rất cẩn thận, làm xong quả chuối là đặt luôn vào đĩa. Đấy. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Không đặt nữa. Thôi. Bây giờ anh sẽ nhận xét Hà Sam đầu tiên. Đâu bài của Hà Sam đâu? Bài của em. Ai trời, nải chuối. Đây. Đặt cùng với lại mẫu vật đấy anh ơi. Để xem nào. Hình như là nhìn thấy quả là hơi ít. Anh ơi, tại vì là này, cái đất sét nó có hạn anh ạ. Nên là em chỉ có thể nặn được cái mặt trên thôi. Còn cái mặt dưới là thôi, coi như là em không thấy. Rồi, quả chuối gì mà rời ra khỏi ơi. Nope. Anh ơi, không dính à? Anh nói chín rồi, nên là phải vẽ mặt lại anh. Quả này cũng đục rồi. Không quả nào bấu quả nào anh ạ. Nhìn tổng thể thì có vẻ rất đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn có rất nhiều sai sót. Và quả thì đấy, quả là có quả to, quả bé, quả vừa cũng người ta là đều như thế này cơ mà Hà Sam ơi. Nhưng mà quả Hà Sam là hơi không được đều nhau lắm. Vâng. Em mà nhấc. Ôi giời ơi. Đây là sân ăn đâu. lột quả chuối anh ơi, lột đây. Rồi, bài này của Hà Sam anh cho 6 điểm. Tiếp theo của Bita. Bỏ đi. Người khác cho 6 rồi. Ui xa. Rồi, Bita có đi. Đây là chuối anh này. Là chuối mà anh. Hả? Là chuối. Đây là chuối á? Đúng rồi. Chuối này khả năng chỉ người ta chỉ mang đi vứt sọt rác. Anh ơi, anh có biết cái quả chuối mà kiểu như để lâu ngày xong nó bị thâm trong cái thối không anh? Chuối người ta phải cong cong đều đều như thế này. Chuối của mình thì lượt tất lùi lâu các kiểu. Đây cong đây cần gì đây? Nhưng mà được cái là Bita làm cả đĩa. Anh chỉ cầm lên cho nào. Không, Bita còn nào, Bita đây còn hai quả. Ôi là dài hết rồi. Bita gắn đây, gắn vài quả đây. Trời ơi. Chuối của Bita. Thôi, ba này của Bita anh cho 5 điểm. 5 điểm. Tiếp theo của cò. Ôi trời. Đấy nhà anh ơi, đây là quả
còn chưa sờ đâu anh. Đây này anh. Đấy, 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 được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đấy, được rồi, được rồi. Đấy nha, bây giờ bắt đầu chấm điểm về. Anh xem này, nguyên gốc, nguyên bản nó phải như thế này. Đây, nải chuối này đây. Còn đây là nải chuối của cỏ. Đến lúc chấm nổi em còn đi sửa. Nhân nó bị rụng anh ạ. Nải chuối của cỏ hơi dày. Nhưng mà cũng rất giống với nải chuối thật. Mà các quả chuối thì đều tăm tắp. Với bài của Hà Sam, với bài của Bita thì bài của cò vẫn nhỉnh hơn một tí. Bài này cho 6,5 điểm. 6,5 hơn hơn mà 6,5. Quân nhỉnh hơn một tí thôi. Thôi em mang chuối về em ăn này. À đâu đâu đâu, quên. Ê, cò định mang cái chuối này về ăn các bạn ạ. Chúng ta có cò ăn đất. Nặn đất xét xong là chúng mình phải rửa tay sạch sẽ. Nếu mà không là rất nhiều vi khuẩn đấy các em ạ. Ôi. Ôi nhìn này, cái móng tay này tự dưng nó đen hơn bao nhiêu. Rồi Bita rửa luôn cả phòng này. Một ngày quay trở về tuổi thơ với video nặn đất sét. Các bạn có thích video này không? Nếu mà thích thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye các bạn nha. Bye bye.